Thời Đức Phật còn tại thế, Đức vua Bimbisara có bà chánh cung hoàng hậu tên là Khema, nổi tiếng khắp thiên hạ về nhan sắc. Bà hoàng này rất say mê sắc đẹp của bản thân. Bà không quan tâm và yêu quý gì bằng nhan sắc của mình. Đức vua Bimbisara là một vị vua rất kính ngưỡng Tam Bảo, hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, biết nếu để vợ yêu cứ đắm chìm vào nhan sắc giả tạm đó thì sẽ không tốt cho cuộc sống hiện tại và kiếp vị lai, nên đức vua cố gắng tạo duyên để hoàng hậu Khema đến đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp của ngài. Nhưng tất cả sự cố gắng của đức vua đều bị hoàng hậu từ chối thẳng thừng. Nàng ta nghĩ trên đời này không gì quý bằng nhan sắc của chính nàng. Đức vua phải triệu tập quân sư để tìm kế gieo duyên cho hoàng hậu. Một cuộc thi sáng tác những bài hát, bài thơ được phát động nhằm ca ngợi khu vườn thượng uyển Veluvana, Trúc Lâm, nơi có hương thất mà đức vua cúng dường dâng lên Đức Phật và tăng đoàn. Nhiều bài thơ, bài hát rất hay để ca ngợi khu vườn Veluvana, đến mức mà hoàng hậu Khema phải nổi tính hiếu kỳ muốn đi thăm vườn thượng uyển đó. Một hôm, chánh cung hoàng hậu Khema đến thăm vườn Veluvana. Khi đi ngang qua hương thất do đức vua Bimbisara xây cất để dâng Đức Phật, rồi dâng cúng đến Đức Phật, thì các quan hầu đã thỉnh bà vào đảnh lễ Đức Phật. Biết có hoàng hậu Khema đến, ngài liền ân cần hỏi thăm, nhưng bà hoàng hậu vẫn tỏ ra rất kiêu kỳ và tự mãn với nhan sắc của mình. Đức Phật liền dùng thần thông tạo ra một thiên nữ đẹp tuyệt trần ngồi quạt hầu Đức Phật. Khi hoàng hậu Khema nhìn thấy vị thiên nữ thì sững sờ, kinh ngạc vì bà đã từng tưởng mình là đệ nhất tuyệt sắc giai nhân. Vậy mà giờ so với nhan sắc của nàng thiên nữ thì sắc đẹp của bà hoàng chỉ như ánh sáng lờ mờ của đom đóm so với trăng rằm. Bà nhìn mình chỉ giống như con khỉ cái già đang bị cháy xém cả đám lông đuôi mà thôi. Bà hoàng Khema chăm chú theo dõi vẻ đẹp của nàng thiên nữ. Bỗng bà thấy nàng cầm quạt phe phẩy hầu Đức Phật. Chỉ một thoáng, rồi nàng thiên nữ già dần, rồi hóa thành bà lão hom hem và chết rụt dưới chân Đức Phật. Thấy bà đã ngấm bài học, Đức Phật liền dạy bà câu kệ rằng: Này Khema, con hãy quán thân này hay bệnh hoạn bất tịnh đầy ô trược, thường ói ra khạc nhổ đồ dơ giấy, cựu khiếu thường chảy ra vật nhờm gớm, mà người si mê say đắm thân này. Sau khi lắng nghe câu kệ, bà chánh cung hoàng hậu Khema chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc nhập lưu. Tiếp theo Đức Phật thuyết dạy câu kệ rằng: Này Khema, con hãy nên quán xét chúng sinh nào dính mắc bởi tham ái, họ bị rơi vào trong dòng tham ái cũng ví như một con nhện giăng tơ nằm dính trong màn nhện do mình làm. Chư thánh nhân cách đứt dòng tham ái, diệt mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi, bỏ đi mà không hề lưu luyến nữa. Sau khi nghe câu kệ xong, bà chánh cung hoàng hậu Khema tiếp tục chứng đắc nhất lai thánh đạo,
Nhất Lai Thánh Quả cho đến A-la-hán Thánh Đạo, A-la-hán Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-la-hán. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy Đức Vua Bimbisara rằng: Này Đại Vương, nên cho phép Chánh Cung Hoàng Hậu Khema xuất gia trở thành Tỳ Kheo Ni, hay để cho Hoàng Hậu tịch diệt Niết Bàn trong ngày hôm nay? Đức Vua Bimbisara bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài cho phép Hoàng Hậu xuất gia trở thành Tỳ Kheo Ni, đừng để Hoàng Hậu tịch diệt Niết Bàn trong ngày hôm nay, bạch Ngài. Chánh Cung Hoàng Hậu Khema được xuất gia thọ Tỳ Kheo Ni, về sau Ngài Đại Đức Tỳ Kheo Ni Khema trở thành bậc Thánh Nữ Tối Thượng Thanh Văn Giác, có trí tuệ xuất sắc nhất trong nhóm Tỳ Kheo Ni đệ tử của Đức Phật Gotama. Sau khi trở thành Tỳ Kheo Ni, Khema được Đức Phật Thích Ca khen ngợi là nữ đệ tử có trí tuệ số 1. Điều này hoàn toàn không chỉ về truyền thuyết, mà trong kinh Tương Ưng Bộ đã chứng tỏ rất rõ về điều này. Đoạn đối thoại đó cho thấy trí tuệ của bà có ảnh hưởng tới mức nào đối với quốc vương Basenadi. Chuyện kể rằng, vị quốc vương này lúc đó đang du ngoạn tới nước Kosala. Khi màn đêm tới, quốc vương tới một thị trấn nhỏ. Tại đây, quốc vương Basenadi Ba Tư Nạch muốn tìm kiếm một người để nói chuyện với mình. Vì vậy, ông đã sai tùy tùng đi tìm các sa môn hoặc các thầy tu Bà La Môn thông thái tới. Người hầu đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng không tìm được vị sa môn hay Bà La Môn nào đúng như yêu cầu của chủ nhân. Tuy nhiên, sau đó họ biết được rằng một đệ tử của Đức Phật là Tỳ Kheo Ni đang ở trong thị trấn. Người này nhờ vào tài trí thông minh, nghe rộng, biết nhiều, lại rất giỏi hùng biện mà nổi tiếng khắp vùng. Người đó không ai khác chính là nữ đệ tử nổi tiếng của Đức Phật Thích Ca, tên là Khema. Sau khi vua Basenadi nhận được tin báo đã được quyết định đi gặp Khema, cung kính hỏi bà về chuyện Như Lai sau khi chết. Như Lai sau khi chết có tồn tại không? Khema nói: Đức Thế Tôn không nói Như Lai sau khi chết tồn tại. Vậy thì Như Lai sau khi chết không tồn tại hay sao? Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Vậy thì Như Lai sau khi chết vừa tồn tại vừa không tồn tại hay sao? Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Vậy Như Lai sau khi chết đi vừa không tồn tại vừa không thể không tồn tại hay sao? Đức Thế Tôn không nói như vậy. Nhận thấy quốc vương Basenadi Ba Tư Nạch có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời của mình, bà quyết định lấy ví dụ để minh chứng cho những lý lẽ của mình. Bà hỏi quốc vương Basenadi rằng: Liệu quốc vương có thể có được các nhà số học hoặc các nhà thống kê học giỏi tính toán tới mức có thể tính toán được có bao nhiêu hạt cát dưới sông Hằng hay không? Quốc vương trả lời rằng điều đó là không thể, bởi lẽ cát trong sông Hằng là không thể tính toán được, không thể đếm được. Bà lại hỏi quốc vương rằng liệu ngài có biết ai là người tính toán được bao nhiêu nước dưới biển hay không? Quốc vương lại trả lời rằng điều đó là không thể, bởi lẽ nước biển sâu tới mức không thể đo được thì làm sao mà đong đếm được.
tới lúc này, bà mới điềm tĩnh nói rằng, Như Lai cũng như vậy. Bất cứ người nào muốn định nghĩa được Phật Đà, chỉ có cách là vượt qua ngũ uẩn. Tuy nhiên, những người đã kinh qua, đã giác ngộ, thì không còn câu nệ ở thân phận cá nhân của họ nữa. Như Lai không thể dùng sắc, thị, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn mà đo đếm được. Ngài giống như biển sâu, không thể dò được đấy. Vì thế, không thể nói tới tồn tại hay không tồn tại của Như Lai sau khi chết. Tất cả những mệnh đề nói trên không thể định nghĩa được Như Lai, vốn là khái niệm không thể định nghĩa. Quốc vương Basanadi Ba Tư Nạc nghe những lời giải thích của Khe Ma cảm thấy rất vui. Sau đó, khi ông gặp Đức Phật, cũng hỏi lại đúng bốn câu hỏi nói trên. Câu trả lời của Đức Phật cũng giống hệt với câu trả lời của Khe Ma, thậm chí cách dùng từ đặt câu cũng giống y như vậy. Quốc vương Basanadi nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này ông mới cảm thấy khâm phục trí tuệ của Khe Ma, nữ đệ tử trí tuệ số 1 của Đức Phật. Trích từ nguồn Đạo Phật Ngày Nay.com và Theravada.vn.